Thưa quý vị, mặc dù sóng ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam hôm nay có vẻ như hiền hòa hơn so với những ngày trước, nhưng những diễn biến trong khu vực mà Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép thì vẫn còn rất phức tạp. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì vào chiều tối qua lúc 18 giờ 30 phút, tàu kiểm ngư của Việt Nam mang số hiệu 774 đã bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu 46101 cố tình đâm va vào mạn trái của tàu. Còn ngay trong buổi sáng sớm ngày hôm nay 17 tháng 5 thì lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trên đường tiếp cận và còn cách giàn khoan Hải Dương 981 12 hải lý về phía tây đã phát hiện ra hai tàu quân sự của Trung Quốc. Tàu quân sự thứ nhất của Trung Quốc là một tàu pháo mang số hiệu 789 tiến sát mạn trái của tàu cảnh sát biển Việt Nam 8003 một khoảng cách rất gần, khoảng 750 mét. Một chi tiết đáng quan tâm là vũ khí trang bị trên con tàu pháo này đều ở trạng thái mở bạt tre. Còn chiếc tàu quân sự thứ hai của Trung Quốc là tàu hộ vệ tên lửa mang số hiệu 755 xuất hiện ở vị trí cách tàu 8003 của Việt Nam 1.500 mét. Tiếp sau đó, khi còn cách giàn khoan Hải Dương 981 7,5 hải lý, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện tàu Trung Quốc mang số hiệu 3210 cũng nằm trong đội tàu uy hiếp ngăn cản tàu 8003 của Việt Nam. Đáng nói là đúng một tháng trước đây, vào ngày 17 tháng 4, chính con tàu này đã từng tham gia tuần tra chung với tàu cảnh sát biển Việt Nam 8003 trên vịnh Bắc Bộ. Ngày hôm nay, cảnh sát biển Việt Nam cũng đã phát hiện một máy bay trinh sát của Trung Quốc là loại máy bay cánh bằng không rõ số hiệu, bay cách biên đội tàu cảnh sát biển khoảng 500 mét về phía đông.